em Hiệp không? Dạ vâng. Chào em. Dạ vâng. Chị xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì cháu Hiệp Quần Đùi đang có mặt ở một nơi rất là đẹp. Nơi đây được mệnh danh là một ngôi làng có hình lục giác. Và hôm nay thì nhân kỷ niệm một cái ngày rất đặc biệt đối với bản thân Tam Giác Mạch. Nút bạc thì Tam Giác Mạch đã khui một lần rồi. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại mọi người đã nhìn thấy rồi, cái số lượng người đăng ký của kênh Tam Giác Mạch đã đạt 200.000 rồi. Tức nghĩa là x2 nút bạc này rồi. Thì hôm nay Tam Giác Mạch sẽ mang nút bạc này đi để khoe với tất cả mọi người và để chia sẻ với tất cả khán giả của Tam Giác Mạch những hình ảnh đẹp, những cái nét đẹp của cao nguyên đá. Và hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch ngược mọi người nhé. Đi ngược từ Mèo Vạc về Đồng Văn, về Thẩm Mã, về những nơi, những địa điểm mà không thể bỏ qua khi mà các bạn, cô chú anh chị đến với cao nguyên đá. Bình thường thì hành trình của mọi người sẽ là đi từ Hà Giang và ngược lên những cái huyện không thể bỏ qua, đó là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, là bốn huyện vùng cao tuyệt vời nhất. Ngoài ra thì có Xín Mần, Su Phi và những cái huyện khác du lịch cũng đang rất là phát triển và có rất là nhiều thứ để mọi người khám phá. Tuy nhiên thì hôm nay Tam Giác Mạch chân thành cảm ơn hơn 200.000 cô bác anh chị đã đăng ký đồng hành với Tam Giác Mạch trong suốt 3-4 năm vừa qua. Hôm nay một lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới tất cả khán giả và mọi người cùng Tam Giác Mạch đi du lịch ngược nhé. Mọi người muốn đến Hà Giang và hành trình đi như thế nào thì sẽ tua ngược lại video, tức nghĩa là cái điểm đến sẽ là Yên Minh, Thẩm Mã trước. Tuy nhiên thì Thẩm Mã anh em mình sẽ lại đi ngược lại là ở cuối video. Thì đây là một cái ngôi làng rất là đẹp và hiện tại thì du lịch ở vùng cao này cũng đang rất là phát triển. Thế nên là ngôi làng này thì nhìn ở trên cao, những cái short film mà anh em mình chèn vào của ba anh chị nhìn sẽ thấy là nó hình lục giác. Ở đây thì phần lớn là homestay để cho quý khách lưu trú, ăn, nghỉ vào những cái dịp mà mình đến với cao nguyên đá. Đấy, một nút bạc rất là tuyệt vời. Thì đây là một cái sự cố gắng, là một cái sự đồng hành của quý khán giả dành cho Tam Giác Mạch. Thì bản thân là chủ kênh thì cũng rất là hạnh phúc. Đến thời điểm hiện tại là đã được hơn 165 triệu lượt xem rồi và hơn 200.000 người đăng ký rồi. Với rất nhiều anh chị khác thì ăn mừng nút bạc sẽ là mổ lợn hay là sẽ là một bữa sinh nhật hay là một bữa tiệc. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch cũng chưa có thời gian để mà tổ chức một cái bữa cơm sum họp cùng với gia đình cũng như là anh em làm YouTube. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cái niềm tự hào và hôm nay mình mang nút bạc đi khoe và mọi người tí nữa sẽ cùng xem phản ứng là đến những cái địa điểm đẹp, những cái địa điểm mà chưa từng Tam Giác Mạch chưa từng chia sẻ bao giờ thì mọi người có biết cái này là cái gì không thì mọi người cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ cho mọi người ngắm qua một chút về ngôi làng lục giác ở trên Mèo Vạc này như thế nào và sau đó là tiếp tục theo chân đến một nơi mà đã gây nên cái tên tuổi của Tam Giác Mạch cho đến thời điểm hiện tại như thế nào. Sông Nho Quế Thơ Mộng thì đây sẽ là cái khu vực ngã ba này thì sẽ rẽ vào cả Niêm Sơn, rẽ vào Thượng Phùng, Xín Cái và đặc biệt là xuống với lòng thủy điện Nho Quế 1 đi trải nghiệm hẻm Tu Sản. Và trước mặt quý khán giả chuẩn bị xem đây chính là một
cái địa điểm mà đã tạo nên tên tuổi của Tam Giác Mạch cho đến thời điểm hiện tại. Có những thước phim hơn triệu view đã được quý khán giả biết đến cháu Hiệp, và từ đó mới có bắt đầu có những cái hành trình thiện nguyện. Và trong nữa Tam Giác Mạch cũng sẽ chia sẻ với quý khán giả và mọi người về những căn nhà, những hoàn cảnh đầu tiên nhất, và ôn lại kỷ niệm một chút thời điểm mà Tam Giác Mạch chính thức là bén duyên với con đường thiện nguyện như ngày hôm nay. Và trước mặt thì sẽ là những cái khúc cua và những cái góc nhìn từ phía trên của dòng sông Nho Quế. Hiện tại thì chính quyền địa phương cũng đã tạo những cái hành lang an toàn để quý khách di chuyển thì sẽ được an toàn hơn. Tuy nhiên thì cái góc nhìn của quý khán giả sẽ bị thu hẹp một chút, vì là cái lan can nó cũng sẽ khá là cao. Đó. Ở phía trước mặt chúng ta thì sẽ nhìn thấy toàn bộ cái bến thuyền cũng như là hẻm tu sản, và không thể thiếu bên cạnh đó là cái hoạt động sinh hoạt của bà con vẫn rất là bình dị. Đó là gì? Là nương ngô, là canh tác những cái luống hoa bạc hà, hoa Tam Giác Mạch. Và đương nhiên rồi, những hoạt động sản xuất của bà con thì vẫn như vậy. Một số hình ảnh mà mọi người có thể bắt gặp rất là dễ và cũng rất là dễ thương, đó là những cái cháu nhỏ ven đường ấy, thì cũng thể hiện một những cái sự thân thiện nhất định đối với du khách bằng những cái vẫy tay mọi người ạ. Đấy, ở góc này thì mọi người đã nhìn thấy đẹp hơn rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thật sự là hơi tiếc một chút là anh em mình di chuyển tranh thủ buổi cuối tuần, đâm ra là cái thời tiết nó cũng không được đẹp, nên là cái ngoại cảnh thì khi mà đưa vào trong những cái thước phim thì có lẽ quý khán giả sẽ không được thấy là nó đẹp cho lắm. Đấy, bắt đầu là dần đến cái khu vực mà sẽ ngắm trọn vẹn lòng sông Nho Quế và hẻm tu sản một mọi người nhé. Có thời điểm là Tam Giác Mạch đã gần như là bám trụ ở đây gần một tháng trời để theo dòng sự kiện nóng nhất, đó là cái khu điểm dừng chân Panorama đã gây tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội, cũng như là đã tốn rất là nhiều mực và giấy bút của các cái đầu báo. Thì sự kiện đó thì hiện tại cũng đã căn nhà thì đã được đưa vào hoạt động, và cũng là một cái điểm check in rất là lý tưởng khi mà quý khách đến với Mã Pì Lèng. Mã Pì Lèng thì riêng con đường hạnh phúc thì những cái câu chuyện huyền thoại gắn liền với con đường hạnh phúc thì đã là quá là nhiều anh em đồng nghiệp chia sẻ rồi. Là một con đường mà được mệnh danh là luôn luôn có những chiếc quan tài treo. Đấy. Thì tại sao lại có những cái câu chuyện đấy thì quý khán giả cũng có thể tự tìm hiểu. Hiện tại thì cũng đang mở rộng thêm đường giao thông để cho du khách di chuyển một cách thuận lợi nhất. Bây giờ Tam Giác Mạch sẽ dừng ở đây một chút để chia sẻ cận cảnh và cụ thể. Thuyền rất là tấp nập mọi người ạ. Khu vực mà mọi người đang nhìn thấy là bến thuyền của hợp tác xã Nho Quế, và một chút kỷ niệm lại ùa về. Thì nếu mà quý khán giả nào mà đã theo dõi Tam Giác Mạch từ lâu thì đây cũng sẽ là một nơi mà Tam Giác Mạch đã từng ngồi ghi hình, và phía dưới thì Tam Giác Mạch cũng đã hỗ trợ kêu gọi giúp hai cháu nhỏ mồ côi. Và đây là một cái điểm mà chính xác là đã tạo nên tên tuổi của Tam Giác Mạch cho đến thời điểm hiện tại, đó là điểm dừng chân Panorama. Tòa nhà đã quá là nổi tiếng rồi. Và phía đằng xa kia thì mọi người có thể thấy là những con thuyền đang chở du khách đến để khám phá hẻm tu sản, một trong những con hẻm cao nhất khu vực Đông Nam Á, cao nhất và sâu nhất. Đấy, với chiều dài là hơn 1.000m mọi người ạ, chiều cao là hơn 1.000m. Đấy, vào thời điểm này thì khi mà khán giả đến thì chắc chắn là sẽ vẫn được ngắm một cái dòng Nho Quế rất là xanh nhọc. Đấy, được ví như một dải lụa cũng như là một mái tóc của cô gái 18 đấy mọi người ạ. Rất là đẹp. Đấy, thuyền đang trôi lững lờ, và đây là một cái địa điểm mà không thể bỏ qua khi mà đến với Hà Giang, đến trải nghiệm và khám phá Hà Giang.
Hà Giang thì hùng vĩ. Hùng vĩ là cái từ để nói về vẻ đẹp cũng như là những cái gì mà thiên nhiên ban tặng Hà Giang. Đấy, đây cũng sẽ là một nơi mà mọi người có thể đứng check in như anh em mình đây. Đó. Còn khu vực bên kia thì mọi người đang thấy này, các du khách sẽ đi vào và sẽ trải nghiệm check in với những cái khu vực ở đấy thì sẽ ngắm trọn vẹn hẻm Tu Sản. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch đã vào rất là nhiều và cái góc nhìn ở đấy thì nó cũng sẽ tương tự như thế này. Tuy nhiên ở đấy sẽ có những cái dịch vụ ăn uống, ăn nhanh rồi là cà phê để mọi người có thể tận hưởng cảm giác chill chill khi mà ngắm hẻm Tu Sản nó như thế nào. Thì mọi người cứ đến nhé, cứ đến thì mới có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp nó như thế nào. Còn hôm nay thì Tam Giác Mạch sẽ mang cái nút bạc đi để một phần là khoe với tất cả mọi người tự hào cái điều mà mình đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Thứ hai là sẽ ôn lại với tất cả những cái câu chuyện mà đã tạo nên tên tuổi của mình, để mọi người nhớ rằng là để có Tam Giác Mạch như ngày hôm nay thì đều đi gắn liền với những cái khu vực như thế này. Đó. Vào nếu như may mắn thì mọi người đi qua hẻm Tu Sản sẽ ngắm được những chú khỉ đang leo treo ở trên vách để kiếm ăn, kiếm thức ăn mọi người ạ. Tuy nhiên thì sẽ gần như là có duyên mới gặp thôi, còn không thì sẽ không có gặp được cái hình ảnh đó đâu mọi người. Đó. Dưới đây thì rất là nhiều nhà dân mọi người nhé. Tuy nhiên thì hiện tại du lịch đang rất là phát triển và những ngày mà gần nhất quý khán giả đến thì sẽ khám phá được cái vẻ hoang sơ của nó hơn. Còn nếu trong thời gian tới thì mọi thứ nó được nâng cấp hơn thì có lẽ là những cái hoang sơ như thời điểm hiện tại là cũng sẽ gần như là nó không được trọn vẹn nữa rồi. Bây giờ thì sẽ di chuyển sang bên phía mạn bên kia một chút là những cái viên gạch đầu tiên trong thời gian mà Tam Giác Mạch làm dấn thân vào con đường thiện nguyện này và gắn liền với một cái tên của một người anh, đó là anh Ngọc A Páo. Rất đẹp, đưa anh em mình. Đấy, ở góc này thì mọi người sẽ nhìn thấy được là cái lòng của hẻm Tu Sản một cách rõ rệt nhất. Và khu vực phía xa xa mà hình ảnh mà Tam Giác Mạch vừa đưa thì là ba căn nhà đầu tiên là nhà của ba anh em nhà A Cho. A Cho này là A Cho khác mọi người nhé, không phải A Cho hai con. Mà kỷ niệm thì là trong những cái thời gian, thời điểm mà tòa nhà Panorama đang gây sự chú ý của dư luận thì Tam Giác Mạch cũng có đến để chia sẻ và rất vô tình là từ đó quen được anh Ngô Sĩ Ngọc A Páo. Thì từ đó là A Páo cũng giới thiệu với Tam Giác Mạch về ba ngôi nhà của anh em A Cho, lúc đấy còn rất là khó khăn. Bây giờ hiện tại thì đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đồng bộ quy hoạch phát triển du lịch ở khu vực hẻm sông Nho Quế này. Thì anh em mình đang đứng ở một cái điểm mà có thể nhìn thấy tất cả toàn cảnh Thủy điện Nho Quế 1 và hẻm Tu Sản. Thì Tam Giác Mạch cũng chưa kịp giới thiệu với quý khán giả một chút. Hiện tại thì nếu như quý khán giả du khách đến du lịch và trải nghiệm trong lòng sông Nho Quế thì sẽ được đi thuyền và hợp tác xã người ta sẽ đón mình ở bến xe, sau đó là sẽ di chuyển bằng xe khách đến với bến thuyền và tiếp tục là sẽ di chuyển bằng thuyền đi từ phía hạ nguồn của Nho Quế, thủy điện Nho Quế 1, sau đó là lên phía thượng nguồn qua hẻm Tu Sản để trải nghiệm cũng như là tham quan khám phá cái hẻm vực sâu nhất khu vực Đông Nam Á này. Thì giá vé thì cũng rất là phải chăng thôi mọi người nhé, hơn 100.000 một vé thôi, bao gồm khứ hồi đi và về rồi. Đấy, thì kỷ niệm với ba căn nhà đó là thời điểm đầu tiên nhất có tên tuổi của Tam Giác Mạch đến có duyên với các cô chú anh chị nhà hảo tâm, sau đó là bắt đầu vào con đường thiện nguyện cho đến thời điểm hiện tại thì cũng được 3 năm rồi. Và tài sản lớn nhất mà Tam Giác Mạch có được chính là cái nút bạc. Nút bạc thì cũng đã được hơn 1 năm rồi, đến thời điểm hiện tại là hơn 200.000 người đăng ký. Thì hôm nay tranh thủ một ngày cuối tuần thì Tam Giác Mạch có đi gần như là tự thưởng cho anh em trong nhóm team Tam Giác Mạch một cái chuyến đi khám phá chính quê hương của mình, để một phần là để nghỉ ngơi thư giãn, một phần là đến để chia sẻ cho quý khán giả được biết quê hương của mình nó đẹp như thế nào và đang đổi thay như thế nào. Đấy. Còn phía bên này thì lại nhìn thấy cụ thể là tòa Panorama, thì cũng cái góc nhìn ấy thực tế là quá nhiều thước phim để chia sẻ về Panorama rồi. Tuy nhiên thì cùng với niềm vui là có được 200.000 người đăng ký thì hôm nay Tam Giác Mạch cũng sẽ đến đây và tự thưởng cho mình những cái
quãng thời gian nghỉ sau rất là nhiều những hành trình đến với bà con để tiếp tục làm năng lượng cho một tuần mới làm việc. Hiện tại thì cũng chưa ai tò mò hay là tương tác với nút bạc của Tam Giác Mạch cả. Tuy nhiên thì chốc nữa anh em mình sẽ đến điểm cuối của dốc Thẩm Mã thì sẽ có rất là nhiều du khách và các bạn nhỏ là chắc chắn là các bạn sẽ tò mò và cũng muốn một lần là chạm vào cái nút bạc này. Thật sự đối với nhiều cô chú anh chị, đối với nhiều anh em làm YouTube ấy, thì nó là một cái sự rất là đơn giản để có được. Nhưng mà đối với những người làm thiện nguyện thì cái lượng khán giả cũng như là lượng cô chú anh chị tương tác để có được nút bạc như thế này đều rất là quý. Đó. Thì anh em mình cũng sẽ cố gắng để có những cái short film ở trên cao, mọi người hình dung và thấy được vẻ đẹp du lịch qua màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì đang sửa đường nên là khi mà cô chú anh chị lên thì chắc chắn sẽ phải gặp tình trạng là tắc đường hoặc là giao thông đi lại chưa được thuận tiện cho lắm. Tuy nhiên thì muốn đổi mới, muốn phát triển hơn thì phải cải tạo và nâng cấp. Đâm ra là mọi người hãy cùng thông cảm, đồng cảm và thông cảm cho cái điều đó. Anh em mình sẽ ngồi lại một chút để ngắm, tận hưởng. Và rất là nhiều khán giả hỏi Tam Giác Mạch là hiện tại ba ngôi nhà của A Cho thời điểm như thế nào rồi. Thì hiện tại nhà nước đã có chính sách hỗ trợ nhà ở để đồng bộ để phát triển du lịch ấy, thì các hoàn cảnh cũng đều rất là ok rồi nhé. Cuộc sống đều đã đi vào ổn định rồi. Nên là nếu có duyên anh em mình sẽ quay trở lại để thăm các cháu xem là học hành đến đâu và kinh tế phát triển như thế nào. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng một số cảnh đẹp ở hẻm Tu Sạn mọi người nhé. Đến với Hà Giang và đến với cao nguyên đá. Thẩm Mã Đèo hay là dốc Thẩm Mã thì là những cái điểm dừng chân đầu tiên nhất khi mà quý khán giả di chuyển từ Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc thì sẽ là một cái hành trình rất là gần, cách thị trấn Yên Minh hơn 10 cây số thôi. Khi mà nhắc đến Thẩm Mã Đèo, dốc Thẩm Mã ấy, thì quý khán giả có lẽ là sẽ ấn tượng hơn với hình ảnh của bé Dua, bé Phúng Phính ấy. Thì đây là một cái điểm mà Tam Giác Mạch muốn giới thiệu với mọi người và hôm nay sẽ cùng mang nút bạc đến dốc Thẩm Mã và cùng xem. Tại vì thời tiết hôm nay cũng không được đẹp lắm nên là khi mà lên video thì mọi người cũng sẽ thấy là nó không được đẹp. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch sẽ cố gắng là chèn cho mọi người cùng cùng chiêm ngưỡng vài hình ảnh về Thẩm Mã Đèo ngày nắng nó như thế nào. Đó, đây, đến đây thì các bạn sẽ chụp ảnh cùng với các bé ở đây. Các bé sẽ có tùy từng mùa nhé. Có mùa thì hoa cải, có mùa thì hoa Tam Giác Mạch. Đấy. Mỗi một lượt hình như là chụp ảnh với các bạn nhỏ là tùy tâm, nhưng mà phải từ 10.000 trở lên là bắt đầu là các bé sẽ chụp ảnh cùng mình. Hoặc là cho mình thuê những cái gùi hoa như thế này. Hôm nay rất là đông khách mọi người ạ. Đây, rất đẹp. Đấy. Ở đây chụp ảnh thì hết bài rồi. Phía bên dưới này chính là con dốc Thẩm Mã với những cái khúc cua phải nói là rất là gấp. Với những tay lái lần đầu lên với Hà Giang thì có lẽ là sẽ choáng ngợp và chưa tự tin với cái hành trình của mình đi. Tuy nhiên thì nó lại để lại cho tất cả du khách những cái bức ảnh và những cái thước phim hết sức là tuyệt vời. Đây, nếu mọi người đến ấy, thì có thể là tua ngược lại cái hành trình của mình đi. Đó là xuất phát điểm từ Yên Minh sẽ là dừng chân đầu tiên nhất tại dốc Thẩm Mã, sau đó là đến với nhà của Pao. Tuy nhiên thì cái hành trình hôm nay Tam Giác Mạch đi thời tiết không đẹp. Thứ hai là thời điểm hiện tại thì cũng không có quá nhiều thứ ấn tượng để mình có thể mình dừng lại vào ghi hình. Tuy nhiên thì mọi người cứ đến và sẽ tự khám phá theo cách riêng của mình, sẽ thấy được cái vẻ đẹp của Hà Giang nó như thế nào. Hôm nay thì anh em mình đi đúng một ngày, một ngày để trải nghiệm cũng như là chia sẻ vài thước phim về những cái nơi nổi bật nhất mà quý khán giả hay dừng lại và check in thôi. Đây là một trong những cái điểm mà như vậy. Thì có lẽ là
ở cái điểm này thì sẽ không có nhiều thứ ấn tượng và sẽ không có nhiều kỷ niệm với nút bạc này. Tuy nhiên thì đây là một nơi rất là đẹp và Tam Giác Hạch muốn chia sẻ với mọi người. Đấy. Các bé ở đây thì rất là khéo tay, tết những cái vòng hoa, những cái gùi như thế này để cho du khách thuê và chụp ảnh. Đấy, mọi người có nhìn thấy đằng sau là các bé đang rất là chăm chỉ để gọi là kiếm thu nhập. Đấy. Dạ vâng. Chào em. Dạ vâng. Chị rất là hay theo dõi kênh của em. Hôm nay đoàn của chị ở tới Thái Nguyên cũng thiện nguyện ở trên này. Vâng ạ. Tuyệt vời quá rồi. Hôm nay em lên đi đi lễ hội hoa mồng miên về. Vâng, cũng muốn là mang kênh của em không bỏ một video. Dạ vâng, nút bạc chị thấy rồi đúng không? Đây. Đấy. Một trong những vị khán giả, chị đến từ Thái Nguyên phải không ạ? Của đoàn của chị có hai xe khách này. À dạ vâng. Đi lên bản gì ở từ chỗ thành phố Hà Giang đi vào ấy. Bản Lũng Cáng à? Chỗ anh Thắng phải không? Mình đi từ thiện bản Lũng Cáng. Của vị Xuyên, chắc của vị Xuyên. Vâng. Từ đấy vào còn khoảng 20 cây. Vâng. Thế tối đoàn mình là ngủ trên Đồng Văn ạ? Từ thiện từ tối hôm qua rồi, dạ. Từ sáng nay là vẫn chỉ lên Đồng Văn. Thế thì dạ vâng, em chụp ảnh với chị một kiểu đi nhỉ. Xong em hồi anh chụp ảnh với chị một kiểu. Chị ở đây, chị ở vùng cao luôn. Dạ em một kiểu. Vâng, ok. Dạ vâng, vâng. Em chào anh nhá, bọn em xin phép mà em về đây không thấy lại muộn. Vâng. Chúc cả đoàn mình có một chuyến trải nghiệm thật là tuyệt vời trên cao nguyên đá. Dạ vâng. Đi chào anh. Anh Hiếu đâu nhỉ? Cũng có những vị khán giả nhận ra Tam Giác Mạch và thật sự rất là vui là các chị các anh cũng đang có một hành trình thiện nguyện ở trên Hà Giang này. Thì có lẽ là video trải nghiệm cũng như là chia sẻ một vài hình ảnh về du lịch Hà Giang cùng với nút bạc Tam Giác Mạch thì anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây. Tam Giác Mạch xin gửi tới quý khán giả một vài thước phim trên cao, những cái nét đẹp về Hà Giang để một ngày nào đó nếu như quý khán giả có đến với Hà Giang thì đừng quên lưu giữ lại những cái bức hình kỷ niệm cùng với cảnh quan, cảnh vật trên này mọi người nhé. Một từ hùng vĩ để kết thúc cái video này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo. Và hy vọng rằng trong vòng thời gian ngắn nhất thì cả nhà sẽ cùng với Tam Giác Mạch chạm mốc 1 triệu người đăng ký để được nút vàng mọi người nhé. Xin chào và xin cảm ơn.